Netizen Trung Quốc thổn thức khi xem tiết mục văn nghệ trung thu của học sinh trung học cơ sở Việt Nam. Kính thưa các bạn, mới đây trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc có chia sẻ một clip ghi lại những hình ảnh của học sinh trường cấp 2 tại Việt Nam biểu diễn văn nghệ dịp Tết Trung Thu. Video nhanh chóng nhận được một lượng tương tác ấn tượng và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra rất yêu thích vì lần đầu tiên được nhìn thấy tà áo dài Việt Nam được mặc bởi một học sinh cấp 2. Khán giả Trung Quốc đã để lại vô vàn các bình luận ở bên dưới và không để các bạn phải chờ lâu. Ngay sau đây, admin sẽ tổng hợp lại những bình luận của video này để các bạn tiện theo dõi. Nhưng trước hết, các bạn đừng quên bấm theo dõi video cũng như ấn vào chuông thông báo để đồng hành cùng admin trong các video tiếp theo nhé. Hà Nội đêm qua đông người quá, lễ hội hiện tại của chúng ta là tụ tập cụng ly và chơi bài, không có chương trình truyền thống nào diễn ra ở đây cả. Học sinh cấp 2 thôi mà đẹp đến thế này rồi sao? Áo dài Việt Nam cũng giống như sườn xám Trung Quốc, có thể tôn lên nét nữ tính của người phụ nữ một cách tốt nhất. Tại sao Việt Nam vẫn có Tết Trung Thu? Cô ấy thật giỏi trong việc biểu diễn múa. Quần áo truyền thống được làm từ loại vải gì vậy? Nó có vẻ giống sườn xám và thật sự rất ngầu. Đúng là nó chỉ tồn tại ở Trung Quốc vào những năm 1970. Đây là quốc phục của Việt Nam, áo dài. Cảm giác như không có câu chuyện hay lời thoại nhưng rất thú vị. Chúng tôi chỉ có một vài ngày nghỉ trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu và chẳng ai tổ chức lễ hội nào cả. Nhiều người hỏi tại sao Việt Nam lại tổ chức Trung Thu, hãy về đọc thêm lịch sử của Việt Nam. Người Việt Nam có vóc dáng nhỏ nhắn bẩm sinh, nếu bạn mua quần áo của họ bạn sẽ thấy rằng đôi vai có thể bị chật. Đồng phục của trường học Việt Nam trông đẹp quá. Nó thật sự đẹp mắt và có cảm giác trang nghiêm. Chẳng trách con gái Việt Nam được nhiều người theo đuổi đến vậy, họ đều có hình thể đẹp. Nó trông rất thanh lịch và có cảm giác thuần khiết và quý phái. Áo dài thật sự rất đẹp và khiến bạn trông thon thả hơn khi mặc vào. Nó trông rất đẹp và tôn dáng người của bạn khi mặc nó, dù có muốn tôi cũng không dám mặc vì thân hình của tôi quá mập. Họ có Tết Trung Thu không? Nguồn gốc Tết Trung Thu của họ là gì? Việt Nam cũng có Tết Trung Thu phải không? Ở đó có trông trăng và bánh trung thu không? Tôi phải nói rằng trang phục của họ vẫn rất độc đáo. Tại sao họ ăn mừng Tết Trung Thu của Trung Quốc? Ở Việt Nam cũng có phụ nữ đẹp. Đồng phục học sinh nữ sinh Việt Nam rất đẹp và dáng người thật tuyệt vời. Đẹp quá, áo dài thật sự thích hợp cho phụ nữ mặc. Tôi nghĩ nó trông đẹp ngay cả khi nó đơn giản. Việt Nam cũng có Tết Trung Thu thật sao? Có phải mọi người ở châu Á đều ăn mừng Tết Trung Thu không? Tôi không còn cảm nhận được không khí của Tết Trung Thu nữa, chứ đừng nói đến Tết Trung Thu. Nếu tiếp tục như vậy, Việt Nam sẽ vượt Quảng Đông trong 20 năm nữa. Nếu nghĩ về Quảng Đông, suy thoái thì kinh tế Việt Nam sẽ trỗi dậy. Việt Nam tự do phát triển quá. Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Không có đèn khổng minh sẽ không có bầu không khí của Trung Thu được. Ở Việt Nam có Tết Trung Thu nhưng không phải là Tết Trung Thu Trung Quốc, các nhà máy ở Việt Nam không nghỉ Tết Trung Thu. Ở Việt Nam không có ngày nghỉ lễ Trung Thu, liệu thời gian tới họ có còn chú trọng đến lễ hội như vậy nữa không? Ở Giang Tô không được phép đốt pháo và đốt nhang, học sinh thì không có hoạt động vui chơi nào cả. Tết Trung Thu ở Việt Nam là một bản sao của văn hóa Nam Ninh cũng vậy. Bây giờ chúng ta phải về Việt Nam đón Trung Thu và đến Hàn Quốc đón Tết. Ý nghĩa Tết Trung Thu ở Việt Nam khác với Trung Quốc, Tết Trung Thu ở Việt Nam là Tết dành cho thiếu nhi, tương tự như ngày Tết thiếu nhi. Tổ tiên của Việt Nam cũng là người nhà Đường nên việc nghỉ ngơi nhiều hơn trong các lễ hội truyền thống này là điều tốt. Cái quái gì vậy, đây không phải là một chiếc áo từ những năm 1990 hay sao? Tết Trung Thu của Việt Nam là ngày dành cho thiếu nhi, còn Tết Trung Thu ở Trung Quốc đại lục thì thiên về đoàn tụ gia đình. Lễ hội truyền thống Trung Quốc sao lại được tổ chức ở Đông Nam Á? Tôi thật sự muốn đến Việt Nam. Việt Nam ngày càng trở nên tốt hơn. Việt Nam vẫn giữ được phong tục dân gian tương đối đầy đủ. Nó sống động hơn lễ hội mùa xuân của chúng tôi. Tết Trung Thu ở Hàn Quốc cũng được tổ chức như Tết Nguyên Đán và tiền thưởng cuối năm cũng được trao. Việt Nam tổ chức Tết Trung Thu trong một tháng có phải không? Bạn chưa nghe nói về nó sao?
Tết Trung Thu là dịp để chúng ta nhìn lại sự ấm áp và lạnh lùng trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Sau này giàu có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ về Việt Nam đón Trung Thu. Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam là để cúng tổ tiên, không biết Tết Trung Thu ở Việt Nam có ý nghĩa gì. Chúng ta không có Trung Thu vui vẻ như ở Việt Nam, trong khi Giáng sinh lại ngày càng trở nên hoành tráng hơn. Việt Nam đang làm rất tốt về mặt bảo tồn văn hóa. Lễ hội truyền thống rồng được dành riêng cho Hàn Quốc, có vẻ như Việt Nam lại đang gấp rút đăng ký tham gia Tết Trung Thu của chúng ta. Sự thịnh vượng và cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam đã bắt đầu. Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của những lễ hội truyền thống này ở Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên ít phổ biến hơn, nhưng ở nước ngoài lại đang tích cực quảng bá chúng. Lễ hội truyền thống của Trung Quốc đã bị mọi người từ bỏ. Những lễ hội truyền thống của chúng ta ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn, không còn không khí lễ hội nữa, thế giới thật lạnh lẽo. Việt Nam sắp nộp đơn xin công nhận Tết Trung Thu và di sản thế giới. Việt Nam tuyệt vời, người dân vui vẻ, khỏe mạnh. Phước lành cho người dân Việt Nam. Tại sao Trung Quốc lại không có hương vị này? Đông Á thì tuyệt vời nhưng Đông Nam Á thì cặn bã, bạn có thể thấy điều đó trong kỳ nghỉ lễ này. Không khí lễ hội hiện nay của Trung Quốc chủ yếu là ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông quy mô lớn trên đường cao tốc cho thấy sắp đến Tết. Tương lai sẽ sánh ngang với Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta hãy chờ xem, sớm hay muộn trẻ con trong làng thì lớn lên cũng sẽ nhìn thấy. Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc gần như đã làm mất hoàn toàn những giá trị truyền thống và đạo đức tốt đẹp của Trung Hoa, trong khi phương Tây đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của họ. Lễ hội truyền thống của chúng ta đã bị phá hỏng bởi một lũ chuyên gia ăn cứt. Nước ta còn có những lễ hội nào, ngoài làm bánh Trung Thu tượng trưng cho Tết Trung Thu thì không có lễ hội nào khác. Tết Trung Thu ở Việt Nam là Tết thiếu nhi của họ, được tổ chức cho trẻ em. Lễ hội của chúng tôi đã bị các chuyên gia phá hỏng. Không còn không khí lễ hội ở Trung Quốc nữa. Ghen tị quá, Trung Quốc không có không khí như thế này. Trung Quốc chỉ có bánh Trung Thu, không có gì khác. Không còn ngày lễ vui vẻ nào ở Trung Quốc nữa. Chúc mừng Việt Nam đã tiến tới một tương lai tươi sáng. Hóa ra Tết Trung Thu còn có nguồn gốc từ Việt Nam. Chúng ta gần như mất hết lễ hội truyền thống, còn lễ hội nước ngoài thì sôi động. Nhưng cái bao ở trước sân khấu có phải là bao gạo để phát cho học sinh sau khi tan lễ hội phải không? Tết Trung Thu phải đậm chất như ở Việt Nam mới đúng. Các nền văn minh tiên tiến đều tổ chức Tết Trung Thu. Ngày càng thịnh vượng, tương lai đang chờ đợi bạn. Truyền thống của chúng ta đã bị pha loãng và loại bỏ bởi những kẻ phản bội. Trong 5.000 năm, sự thịnh vượng của dân tộc Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Trong dịp Trung Thu, tôi cảm thấy đường phố không hề sôi động chút nào, nhưng mỗi dịp Giáng sinh lại khác, đường phố đầy người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lễ hội nước ngoài dễ dàng đến vậy sao? Trai Việt đẹp trai và nam tính. Hoàn cảnh ở Việt Nam là tư duy của người dân nông thôn những năm 1980, không có ý tưởng kiếm tiền lớn. Làm ruộng từng bước, công việc lãi vặt. Những người đăng bài với mục đích kiếm tiền thường nói rằng Tết Trung Thu ở Trung Quốc không sôi động, nhưng tôi muốn nói rằng ít nhất ở quê hương Đức Dương của tôi, Tết Trung Thu vẫn diễn ra sôi động và rất Việt Nam. Về video, tôi không ở Thành Đô, tôi không biết tình hình Tết Trung Thu tại Thành Đô năm nay ra sao. Một người khách hàng ở Xuân Hinh cũng cho thấy điều tương tự. Tôi hiện đang ở Thanh Bạch Giang, hôm qua tôi ở nhà bạn tôi ở Đức Dương cả ngày, nhưng không thấy sự hoành tráng và náo nhiệt như bạn nói. Những người tổ chức Trung Thu ở nước ta đều là các doanh nghiệp nhằm quảng bá sản phẩm của họ, nó không còn nhiều sự mộc mạc nữa. Ngày xưa tất cả đều là do mọi người quyên góp tiền tự tổ chức. Tết Trung Thu của họ tương đương với ngày Tết đoàn tụ ở Trung Quốc. Tôi từng gặp chuyện này khi đi công tác ở Việt Nam, mỗi gia đình đều dựng trại cho con cái ở trước cửa nhà, bên trong có rất nhiều đồ ăn và niềm vui. Việt Nam là quốc gia có làn da trắng duy nhất ở Đông Nam Á và thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc. Họ thường ăn mặc rất kín đáo và không mặc nhiều áo dài như vậy trong dịp Tết Nguyên đán. Tại sao đàn ông của họ lại mặc quần dài và mang dép quay hậu và họ thấy điều này bình thường, trong khi ở nước ta, việc mặc quần dài và đi dép như vậy lại thấy hơi lạ lẫm và lại bị cơ quan chính phủ nói rằng
cách mặc này không phù hợp với tiêu chuẩn. Tôi đã từng đến Hà Nội một chuyến, đây là một thành phố rất đẹp, rất thịnh vượng, giá cả tốt. Tôi cảm thấy rất vui, thật sự thoải mái hơn so với việc đi Bắc Kinh hay Quảng Châu ở Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những gì mà netizen Trung Quốc nói khi thấy học sinh cấp 2 Việt Nam mặc áo dài. Mọi người nghĩ sao về các bình luận của khán giả Trung Quốc? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.